Trời ơi, hôm nay là đầu tiên anh Tuấn đi giặt rác với tôi mà anh Tuấn không đeo bao tay nha. Không có đâu, anh không mua cho em á. Đeo kẹo cũng chết luôn à. Bỏ bỏ à. Ba xuống bếp. Hello, xin chào tất cả, đây nó quay trở lại với kênh của Đức Dơ Vlog. Trời ơi, đi xe với mày mà giống như đi tạo mày chạy từ từ thôi, mày chạy chạy luôn vậy tôi. Đi vậy lên công an đâu, đứng lại liền. Trời ơi, sao mày đứng lại hay quá vậy, ngay trước mặt của mày bãi rác luôn kìa. Trời ơi, em đánh hơi anh trai. Dạo này mày tính hơi trình mày lên cao quá ha. Đuổi vô, đánh đi đó dục luôn. Khỏi lượn luôn, lụm luôn. Cái gì vậy? Em không có hỏi chuyện nhiều gì anh trai đâu nha. Trời ơi, hồi nãy thấy có mấy chiếc Mazda đẹp lắm, 7 chỗ luôn, chiếc đó một chiếc là gần tỷ á, mày không chịu vô mày lụm tự nhiên cái mày đi luôn à. Mấy chiếc đó lụm sao được? Đâu có ơi. Có gì đâu, xe người ta đâu ngoài đường là mình lấy có gì đâu. Mày để xe lại đi. Đi dụm rác chứ, lần này mà có tối ngày đi lòng vòng không à. Ủa anh em ơi, khỏi bên đây nè. Nguyên khúc gỗ luôn, bự khủng lồ luôn. Ồ. À, cái khúc gỗ này mà đem về làm cái ghế rồi chắc là hết bài luôn. Tôi phát hiện có một cái bình của người cổ đại, hình như cái bình này là từ thời An Dương Vương. Ủa, cái bình lạ quá anh em. Ủa, sao nó nhúng vào cái cục tròn quay vậy ta? Ủa, tốn cái bình này sao ngộ vậy mày? Cái gì anh trai? À, cái bình này kiến trúc quá, chế tác lạ quá, ta có cái cục tròn quay để làm cái gì à? Ê, chụp thử cái bể không? Trời ơi, đẹp không bể. Ôi, đẹp gì tôi. Tính nó vậy ha, tập trung đi. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ review cái bãi rác này mới được. Đây, đầu tiên là tôi thấy được có một cái nón bảo hiểm tôi mới lụm được. Và tôi mới đổi nón luôn. Nãy chạy vô khẩu trang không? Có khẩu trang mới. Dài dạ, đủ rồi, đâu khẩu trang dùng đây vậy? Ồ quá trời. Thôi, khẩu trang có cái gì mà đó. Thôi, mày đeo gì dơ lắm. Tất cả tập trung làm việc. Nhưng mà cái khẩu trang này mày phải để cho tao nghe. Đây nè, tôi lượm được hai cái khẩu trang. Ba bốn cái luôn. Ủa, nhiều quá vậy? Đó này. Mấy cái khẩu trang này mình đem về nhà hả, mình giặt lại mình phơi nắng là mình xài được à? Ờ, để đây đi. Cái gì? Em không dám lượm. Tại sao? Kệ anh trai nhìn đi à. Ủa, nó cái gì vậy đâu? Em có biết đâu. Em muốn coi không? Coi. Ây da, ghê quá à. Đúng là trong cái cuộc đời đi lượm rác của tôi là thượng vàng hạ cám, tất cả các món ăn vật phẩm là tôi đều phải thưởng thức hết. Có con gấu nhà bông rồi mày thấy không? Lấy lên. Lẹ, làm gì? Đợi gấu một thằng kéo cái này lên. Ôi xa. Con gấu bông tao bị giật cái tay không vậy? Thôi, con gấu bông nó bị kẹt ở dưới kìa, thấy ghê quá à. Ở trong đây hả, cái khu mút này thấy ghê quá à. Thôi là mình đi lượm rác ban ngày chứ mà mình đi ban đêm không ai dám vô đây đâu. Bây giờ tập trung đi nè. Ôi, bài tập tiếng Việt hả? Hoàng Hoa Thám Mạnh Khang 11. Ô, Hoàng Hoa Thám. Ủa, vậy thằng này nó lớn rồi, nó học lớp 11 rồi. Sách học sao anh? À, sách này á là có đăng giấy vô hình ở trong đây á, tụi em đọc vô tụi em phải tưởng tượng nó mới hiện chữ lên được. Đây. Mới tưởng tượng là lên liền thấy không? Hay không? Đó. Đúng không? Cái cuốn sách nào á đầu tiên vô cũng là lời nói đầu. Thôi bỏ vô đi nè, tôi một bộ nè, đưa đây. Đó, để đi ra đây. Đâu? Anh trai. Ôi, chiếc Vespa màu tím đẹp quá vậy anh em. Không có tay cụ vậy sao? Thì có sao đâu, mình lái bằng chân cũng được vậy. Cái xe này là dành cho người tàn tật nè, nên bởi vì nó không có cái tay cầm. Ồ, sao cho siêu nhân lái được anh? Ủa, thằng siêu nhân này màu gì ngộ vậy? Không phải màu vàng mà cũng phải màu nâu. Cái gì? Cái gì vậy nó bậy? Wow. À, ở đâu điều khiển. Bóp à. Ủa, cho xe này tới đi. Ủa, xe đâu rồi? Đó, đang chạy rồi. Ủa, xe chạy đây hả? Trời ơi, xe chạy dữ vậy? Chạy từ từ thôi. Ủa, quay đầu là hả? Trời, nó bấm quay đầu rồi. Đâu, quay đầu hả? Thắng lại. Hả? Ủa, mày có bấm nút thắng không vậy? Không, em bấm nút tới luôn anh. Vậy nó tới vô gốc cây luôn nè. Xe có phản lực anh. Tới luôn. Trời ơi, trời bậy quá. Cứ đi. Mày điều khiển một hồi hư xe của tao nữa. Đây. Chờ. Ủa, hôm nay có giống như là mình lụm được cái bãi rác nghĩa địa của các loại xe nha. Bãi xe quá trời luôn nè. Nè quá trời nè. Hả? Để nè. Xe không nè. Xe không à. Đâu, cầm mày tốt. Để anh lụm rõ. Đây nè, ở đây một chiếc nữa nè anh em. Wow. Trời, có mô tô luôn nè. Yeah. Ủa, cái xe này còn mới tanh luôn nè. Ơi, xe máy cài anh trai. Ừ. Ê, này điều khiển rồi. Đó lên. Ồ, còn cái cây ống khói được không? Ống khói hả? Để em giật cây. Thôi. Phải giữ nguyên hiện trường nha, mày phá không à. Đó, bây giờ xe để đây nè. Ê, đâu. Đẹp lắm. Ủa, cái gì vậy? Ê, xe nữa hả? Ủa, cái bọc mày nặng nha. Ôi, ra đây. Đây nè, sạch sẽ nè. Ôi, chiếc nó Hot Wheels không nha. Ủa, Hot Wheels là sao? Mấy chiếc xe Hot Wheels á, hot lắm luôn á. Ủa, mày biết không? Có, Hot Wheels là của My Kingdom bán á. Ừ. Ủa, vậy hả? Sao tôi không biết ta? Không lẽ tôi không có tuổi thơ? Hot Wheels mắc hơn mấy chiếc này nữa anh. Mắc hơn chiếc này luôn. Ừ, mấy chiếc này tuổi gì? Em rất biết không ai. Quá dơ quá. Nè, mấy chiếc này 100 mấy chiếc không anh trả. Ủa, vậy 200 mấy 300. Ừ. Ai có bộ này hơi bị giàu. Đúng rồi, hơi bị giàu, hơi bị đỉnh luôn anh. Trời, sao tuổi thơ tôi bất hạnh quá vậy? Tức là tại tôi chơi thằng đồ mũ không à? Còn tụi này nó chơi đồ sắt. Đâu, hồi đó em đâu có tiền chơi mấy này đâu. Ừ. Coi người ta chơi không. Em qua chơi ké quạng không á. Ừ. Ủa, còn mày có chôm về không? What? Có. Đúng là anh em tốt rồi. Ở nhà coi bao nhiêu chiếc vậy? Tại mày có nội thất gì vậy?
Ồ, ôi xe này xịn quá ha, nó có đồ thất luôn nè. Mày nhớ có mấy chiếc là gõ cửa được luôn chà. Công nhận cái xe Hot Wheels công nhận nó cũng xịn thiệt luôn anh em coi nè. Quá trời tinh xảo luôn. Mà nguyên một chiếc nó thiết kế bằng kim loại luôn nha. Mà tôi nghe nói cái xe này nó chạy tốc độ rất là cao luôn mà nó không bị lật. Nó hay là hay cái chỗ đó. Ủa, được bao nhiêu chiếc vậy? Ờ, quy xếp bao nhiêu vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 chiếc. Wow. Ôi trời, tao thấy có cái dốc này, bây giờ mình thả xuống cho nó đua đi. Vô lấy lên rồi. Đó. Đây. Đấy, dạy lên đây đi. Khoan, bây giờ mình để một vàng. 5 minutes later. Ủa, lấy cái miếng này qua tôi sẽ trắng. Bắt đầu tôi làm mất vô các chiếc xe của tôi cho bỏ chạy. Ủa, sao có chiếc ở đây vậy? Rồi, đây nè. Cầm lên. Đó, bây giờ để theo. Chuẩn bị nha. Bây giờ tôi tiếp một. Bây giờ đi ra ngoài chút rồi dịnh đi. Để rộng rộng ra, để về sáng sau nó chạy. Đó, để rộng ra vậy nè. Đó, bây giờ tôi sắp các chiếc xe ra. Ok nha em, đây là 2, 4, 6, 8 chiếc xe. Rồi, chuẩn bị nha. 1, 2, 3, xuất phát. Trời ơi. Vậy chiếc này chính là nhà anh hùng của chúng ta ngày hôm nay. Ồ, số hiệu của anh ấy là 59. Công nhận cái chiếc này đẹp ra. Hồi nãy mà nó chạy ghê rất là đẹp luôn ha. Hay quá không? Ồ, hay quá. Mà nó chạy đầm xe quá ha. Đúng rồi. À. Đó. Ôi, cho chạy lại thêm sót nữa đi. Ok anh em, chuẩn bị cho anh em. Bây giờ tôi sẽ cho chiếc xe này nó đua lên địa hình luôn. Đây là địa hình của chúng tôi. Rồi, chuẩn bị, vô. 1, 2, 3, vô. Wow, vậy là tiếp tục chúng ta lại có nhà vô địch mới, đó chính là chiếc xe đen này nè. Ủa, mà sao mấy chiếc này nó lật bánh hết trơn vậy? Cái này cái dừng hết rồi. Có khi nào mấy chiếc này nó làm tổ ở đây là cái mất không mày? Rồi cái chiếc này nó chạy qua mất luôn nè. Nó không vượt nổi địa hình chạy. Trời, xuống luôn. Được, cái này dừng anh nè. Đun chạy lùi luôn. Quá hay. Công nhận luôn anh em, hôm nay tụi tôi đó đúng là phát hiện ra được thế giới loài xe luôn. Tất cả các loài xe kính thua luôn. Bây giờ tôi sẽ xếp lại tổng hợp cho mọi người xem rõ hơn, chi tiết hơn. À, quá trời luôn nè. Cái này giống như là đại hội siêu xe. À, ủa có chiếc F3. Ủa ngồi chiếc F3 mà nó bự hơn chiếc xe hơi luôn. Anh đưa. Ủa ai kêu chiếc xe này tới vậy? Ê anh, mấy chiếc này tập lái nguy hiểm quá. Nó đang ngồi cái đâm đít mình không ta. Có sao đâu, nó đâm đít cái có người nuôi mày không sướng á, mày thở phải đi làm nữa. Trời, làm ăn được gì? Ừ. Chết luôn. Đây, cuối cùng đây, tổng hợp lại là chúng ta có bao nhiêu chiếc đây? 2, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Thế giới loài xe quá trời đẹp luôn. Nhưng mà tất cả các loài xe chúng ta chỉ điều khiển có một cái thôi nha. À, để đây, vô lụm đăng tiếp đi. Nãy giờ mấy chiếc xe là mất thời gian của tôi quá. Gì vậy? Miếng này chà chân nè. Phải không? Phải mút nè. Đâu? Miếng này đánh răng trai. Đánh sao? Đây, đánh thử coi. Nói giỡn nè, không phải đánh răng. Có cái quạt đẹp. Ủa? Cái quạt dễ thương quá vậy? Không bấm mau nữa. Không bấm, nãy bấm được. Ôi ơi, nhưng mà xài được nè. Ôi về lấy vỗ vô bi. Đúng rồi, mình về mình xài thử coi lỡ xài được á. Ủa, có cái hộp này là cái hộp gì vậy Tuấn? Lego anh trai. Xong có gì trong đây vậy? Trời ơi. Ê, em nhớ mấy cái này quay được. Ê, mà nó banh này. Có cái máy quay cái gì ta? Quay á. Cái máy. Tôi hiểu lắm nha. Như có cái máy này anh. Ừ. Gắm vô nè. Xong bấm rồi nó. À, rồi để ra đây luôn. Cái nào mà coi rồi mình để riêng ra nha, không có để chung vô đây nha. Ủa, đồ của Tuấn Lầy hả? Này đồ người yêu cũ của Tuấn Lầy. Bảy bảng của mỗi người đi kìa. Trời, có chiếc máy bay kìa. Bày. Ủa, có cái bịch màu xanh gì đâu. Ôi, đồ con bóng. Cái gì vậy, cái gì vậy? Không cười hả? Bậy, nó quý bậy. Ê, thổi luôn đi. À, thổi luôn hả? Trời, có sao đâu, thì bóng bóng phải để thổi trong đây để làm gì? What? Thở mạnh lên đâu. Mạnh nữa. Thôi, tao sợ nó bậy lắm, đừng thổi. Trời, cái gì vậy? Ủa em đâm nó không được. Cái cây này sao mày đâm, cây này đâm mày nè. Ôi, mấy cái bóng này còn được nha, để cái đây đi. Một lát nó về mình thổi bóng, mình trang trí nhà cho nó đẹp. Ủa, còn cái này là cái gì nè? Nông trại vui vẻ. Trời ơi, sao mày thổi hoài vậy Dino? Thui quá. Sáng dậy sớm quá, quên anh ra. Này này không có găng tay đeo đỡ nè anh trai. Ủa mày làm gì vậy? Đó, thay thế găng tay mà. Trời ơi, hôm nay là đầu tiên anh Tuấn đi giặt rác với tôi mà anh Tuấn không đeo bao tay nghe. Không có đâu. Anh không mua cho em á. Đeo kẹp cũng chết luôn à. Bỏ bỏ à. Trời ơi, mày nghĩ đi lụm rác còn nhiều tiền nữa sao mà tao mua cái gì cũng mua cho mày vậy? Mà có mấy trăm ngàn. Đúng ra một bao tay là mày phải xài 3 bút clip. Mà một bao tay mày xài có một clip mà tao chua xử mày nha mày. Nha mày, bây giờ mày chết tao. Nha mày nha mày. Bây giờ mày từ tiền nha mày. Ngu nha mày. Đúng rồi, quýnh đó. Yeah. Bình tĩnh. Bây giờ chúng ta phải đọc chuyện mẫu giáo để cho chúng ta nông trại vui vẻ. Chúng ta phải vui vẻ lại. Đọc đi. Nông trại vui vẻ. Cái gì vậy? Sao nông trại này không có vui vẻ tí nào? Ủa, tại sao? Wow, nhìn nông trại vui quá. Wow, nông trại có nhà. Có cái gì? Có cây. Có cây, có lá, có bông. Ủa, vậy sao mày không vui? Không vui anh, này Lego mà. Dạ.
vậy? Con bụng trên mặt của nó. Thôi, đang nói mụn mà đừng đụng. Rồi, rồi, ok. Nông chạy vui vẻ qua đó đi. Ủa, còn một chiếc xe nữa nè. Ủa, chiếc xe này đẹp quá vậy. Để ra luôn. Rồi, con nữa. Công nhận thế giới loại xe luôn. Có hai chiếc máy bay. Anh có đang nói bụng không? Có. Anh ăn bánh đỡ đi nè. Có bánh luôn hả? Có mụn mút luôn nè. Bỏ vô mụn nè. Đó. Hả miệng anh. Trời ơi, sao tôi chỉ đốt bánh cho nó ăn vậy? Có lại sử dụng rồi. Tôi mà đã bắn là phải chính xác. Đúng là con trai của ta. Bây giờ cái này tạm thời để đây đi. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu qua tới bên đây. À, bên đây là rác rất là ghê nha. Rác này là rác lâu năm nha anh em. Ủa? Đây là một chiếc dép. Dép này của Medgar xài nè. Ủa sao mày biết Medgar? Có lưới đồ nhìn. Mày khoái lưới hả? Thì mình chứ. Cái giày này là giày người ta chụp thể thao đá banh đó. Ủa giày dép ai dục đây chụp thương cái gì? Ủa sao có bán nhà nữa? Biệt thự mini. Trời, tao mua mày. Tao bán nhà mà. Thì tao mua. Ủa, có tiền không? Tao mua tao bán không được cái gì? Có tiền không? Thì tao thiếu. Trời, trời góp. Nhà có 2 tỷ 2 chứ nhiều. Thái góp 2 xị được rồi. Ủa, dán lại cho ông ta đi anh. Dán là gì? Có đâu người ta dán rồi cho tao lấy về thiên lạc chứ bộ. Dán lại cho ông ta đi. Tao mới phát hiện ra cái này rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ tao dẫn tụi mày coi. Đây, đây, đây. Đây. Cái này gọi là kỳ quan thế giới đàng hoàng nha. Chuẩn bị đây. Đây chính là đầu tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Lại. À. Chà, bức tượng này rất là lớn luôn nha anh em. Bức tượng này á là kỳ quan thế giới. Hả? Làm gì vậy? Mấy con cái tượng. Ủa mày mỗi gì trong đó vậy? Không biết nữa, có tượng nữa trái tượng. Mày biết cái này là cái gì không? Không. Cái này là cái khuôn của người ta. Người ta đổ tượng, người ta sẽ chế cái vôi vô, người ta làm cái khung trước. Sau đó người ta mới đắp vôi lên là tạo cái tượng Phật vậy nè. Yeah. Wow, công nhận tượng Phật lớn quá ha. Đẹp quá ha. Đâu có. Cái này là cái mẫu á. Có nghĩa là cái mẫu để khi mà em nắng tượng Phật em đục tác á, thì em sẽ nhìn theo cái này, cái em đục theo đó. Chứ không có cái mẫu sao em tưởng tượng được. Nè, người ta làm điều khác ghê không? Khắc của Phật á, đẹp quá ha. Oh. Đây nè, cái khuôn người ta chưa gỡ hết nè, thấy không? Nửa cái sau là còn cái khuôn, thấy không? Còn nửa cái trước là cái khuôn đó, người ta sẽ đắp vô đây. Oh. Ý, bên đây cũng có nè. Nè, trời ơi, còn nhiều quá vậy. Rồi cái chân luôn nè. Khuôn á. Ồ, đúng rồi, cái này là cái khuôn để chế tác tượng Phật đó. Oh. Ủa, xe đến rước mày nữa kìa Tuấn. Mấy nè, không có tội rước em ơi. Hey, thôi chuyện rồi anh em ơi, coi như là hôm nay tôi đã phát hiện ra được thế giới loại xe, có rất là nhiều các loại xe luôn. Yeah. Anh em nào mà biết cái loại xe nào ở trong đây thì comment bên dưới cho tôi biết nha. Đây, tôi khóa nhất là chiếc màu đen à, với chiếc màu xanh dương này nè. À. Bây giờ tụi em thích chiếc nào thì lấy về chơi đi. Rồi, tôi cũng xin kết thúc clip tại đây luôn. Anh em nhớ để ý nha, kéo xuống dưới màn hình có cái chữ đăng ký màu đỏ đỏ, anh em bấm vô đăng ký đi nha. Tôi thấy có nhiều người chưa đăng ký lắm đó. À, anh em nhớ đăng ký kênh của chị V, kênh Thạc Đức Vlog nữa nha. Rồi, thôi bây giờ tạm biệt anh em nha. Nếu như anh em thích clip này hãy cho tôi một like và một share. Anh em muốn tìm làm cái gì nữa thì cứ comment bên dưới. Còn bây giờ thì bye bye. Bye. Mày đi xe hết bây giờ là của tao hết. Ôi trời ơi.